Alo alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị và đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng yêu đời và lạc quan trong cuộc sống nha quý vị. Thì đến với chương trình Kể Chuyện hôm nay thì em xin phép được gửi cho quý vị một câu chuyện cười, hài hước và cực kỳ vui, nói về quá xá long. Trời trời, quá xá long luôn. Lông ơi là lông. Thì câu chuyện như thế nào và ra sao thì bến mời mọi người cùng lắng nghe ha. Thì cái câu chuyện như thế này, có một cái ông cả này nổi tiếng là một cái người giống như là chủ ruộng đất á, giàu có lắm, cho có rất là nhiều người tá điền. Thì thường thường người ta nói là ông bá hộ đó quý vị. Ông bá hộ là nổi tiếng là giàu, keo kiệt, bủn xỉn, độc ác. Nhưng mà có cái ông bá hộ trong cái câu chuyện ngày xưa hồi xưa này á thì lại rất là hiền và nhân từ, có của ăn của để lắm. Cho nên là ở trong cái làng đó đó có hai mẹ con này là ở nhờ trong cái đất của ổng, rồi làm mướn cho ổng vậy đó, cái cô, cái bà vợ đó. Nhưng mà không phải bà mẹ chứ bên đó bà vợ. Thì hai vợ chồng là coi như là chồng mất sớm, cô vợ này ở vậy không có chồng, quá chồng, ở vậy nuôi con thôi, mà đứa con gái năm nay nó chừng 10 tuổi à, 10 11 tuổi vậy đó. Thì hai chồng hai vợ chồng hồi xưa thương nhau lắm, nuôi con rồi giờ chồng mất thì cũng buồn. Cho nên là mướn nhà giống như là ở trong cái đất của cái ông đó, mướn vậy thôi, đất mướn chứ không phải là của mình. Cho nên là ông này ông lại tốt bụng, ông thấy hai mẹ con khó khăn vậy, ông ở để ở không có tính tiền. Thì khi mà ở đó thì cái một hôm đó là như là sắp tới ngày gọi là cái ngày mà để người ta cúng tổ tiên ông bà để ngày mai đón giao thừa đó. Thì ông cả đó thì cũng tốt bụng, nhiều người ta tới ta xin trái cây, xin này nọ kia là ông cũng cho hết, tại ông có một cái vườn trái cây dữ lắm luôn, là chăm sóc nè, nào là nhãn, măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, ta nói các loại giống như vườn trái cây vậy đó. Cho nên là bà con cô bác xúm lại xin ổng là ổng cho hết, như ổng mở từ thiện vậy đó, ai muốn hái gì hái để đem về nhà để cúng cho có ấm ấm cúng trong nhà đó. Thì hai mẹ con này là cũng giống như những người khác, cũng sai đứa con gái lại đó xin trái cây. Thì đứa con gái bữa đó nó mới đi mà nó bận cái áo đầm màu trắng, thì mà bận mặc áo đầm màu trắng mà nó không có bận quần trong đó. Nít mà thì nó cũng vô ý vô tứ, nhiều khi nó quên hay là nhà nó nghèo quá không có tiền mua hay sao đó. Thì con nít mà nó tung tăng nó cũng chạy, nó qua nhà ông cả, thấy người ta bu đông xin trái cây nó cũng muốn xin vậy đó. Dạ thưa ông cả, ừ con qua đây có gì không? Dạ ông cả cho con xin mấy trái xoài à, để con đem con cúng ở nhà má con nói. Ừ đây là có cây xoài nè, con lên con hái đi. Ông cả đứng dưới, ông cả phụ con cho. Dạ con cảm ơn ông cả, nhỏ này cũng dễ thương hiếu thảo mà nó hiền ghê, lễ phép nữa, ông thích. Ông ấy đứng ở dưới thì ông cũng như phụ nó, thấy cái trái nào chín thì kêu nó hái, trái nào xanh con đừng có bẻ, bẻ về thì không ngon đó. Thì nhỏ lên nó hái, thì nó đứng nó hái, nít mà đứng nó hái, leo lên cây hái. Ông cả đứng ở dưới ông thấy hết trơn luôn, trời đất ơi ông thấy hết trơn. Xong ông đợi nó hái xong cái ông mới nói, con ơi con hái xong chưa? Dạ con hái xong rồi, để con xuống. Ừ xuống lẹ lẹ đi, ông có chuyện này muốn nói với con nè. Dạ. Ừ, thì cái đứa nít nó ngây thơ đâu biết gì đâu, thì nghe ổng kêu xuống thì xuống. Dạ con cảm ơn ông cả cho con xoài. Ông cả cứ nói và con xin nghe. Nhỏ này nhỏ mà lễ phép ổng thương, ổng mới nói con biết ông cả kêu con có gì không? Dạ không ạ. À, ông cả nói con nghe, ông cả cho con này nè, ổng móc túi ổng ra, ổng cho nhỏ này 5 đồng. Ổng cho nhỏ này coi như là 20 đồng chứ không phải 5 đồng. Ừ. Là con đem về tiền này về nghe không, con đưa má con, nói má con á là mua cho con mấy cái quần nhỏ để bận, chứ gái lứa mà áo đầm không mặc quần nhỏ kỳ lắm nghe không con. Ông tội nghiệp, ông thấy hoàn cảnh nghèo quá không có tiền mua vậy đó, ông mới cho. Thì cô bé này cũng nói, cũng khoanh tay lại, cũng nói dạ con cảm ơn ông cả. Ừ. Cái bắt đầu đứa nít nó chạy về hớt hớt hải mừng quá, cầm tờ 20 đồng mừng quá, với lại mấy trái xài. Má ơi con có chuyện này muốn nói nè. Bà má bà đang đưa chén bà mừng, bà thấy nhỏ này sao nó mừng mà lạ kỳ, nó la làng từ đầu từ trên xuống dưới luôn. Cái bà mới ra bà nói, ủa gì con, sao mà mày làm gì mày la như vậy, ủa mà trên tay tiền đâu con có vậy? Dạ ông cả cho con. Ủa mà sao ông cả cho con, tự nhiên con xin xài ông cả cho tiền lạ vậy? Dạ tại vì ông cả nói là con bận áo đầm mà không bận quần trong á, nghèo quá không có tiền, ổng cho con 20 để mà con mua quần con bận. Trời ơi sao ông cả tốt dữ ta. Con mình nó cái bà má này bà thông minh ghê, bà mới suy nghĩ ra, bà lên kế hoạch liền. Con mình có bị lớn vậy nè,
mà ổng cho 20 đồng. Còn mình lớn vậy nè, chắc ổng sẽ cho mình á là 1 triệu mới được. Cái mừng quá. Cái vô mánh này, vô mánh này. Cái bà mẹ mới nói: "Con làm ơn á, con cởi cái áo đầm mày ra đưa cho má mượn má mặc." Hồi xưa đó là áo đầm nó rộng mà hai bà mẹ cũng với đứa con bằng size nha luôn, bà mẹ cũng ốm nhom nhách à. Bắt đầu là bà mẹ mới nói, cởi ra thì đứa nhỏ nó cũng đưa cái áo đầm cho má nó, má nó bận vô. Bà nội ơi, bà cố ý không bận quần trong. Bà làm y chang đứa gái bả vậy đó, bà mới chạy ở bên đó, không biết để làm gì quý vị ơi. Chạy ở bển bà nói: "Ông cả ơi, ông cả. Ủa, chị hồi nãy con chị nó có qua nó xin xài rồi, chị qua đây có gì không?" "Dạ em xin ông cả cho em thêm vài trái nữa, nhỏ không biết hái ít quá." "Ừ thì lên đi hái thoải mái đi, để tôi đứng dưới có gì tôi phụ cho." Cái bạn đầu bà này bà phái quá, bà leo lên cây. Tôi nói bà lên cây bà hái, mà bà cứ mục đích của bà là chắc bữa nay vô mánh này. Bà đứng bà sàng qua bà hái đi, bà sàng bà hái bên nọ. Bà hái hái hái. Bà hái một mà tôi nói bà làm gì bà trình diễn ít quốc vậy đó. Tôi nói bà không có bận quần mà cứ nhá hái 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 trái vậy nè. Thấy không? Bà sàng tới sàng lui vậy đó. Ông nội với ông cả đứng dưới. Tôi nói ông thấy hết trơn hết trọi luôn. Ông thấy hết luôn. Cái họ ông mới: chị hái xong chưa chị?" Bà mới nói: "Dạ em hái sắp xong rồi ông cả ơi." Vô mánh này chắc là vô mánh này. Còn mình bị lớn gì cho 20 đồng chắc mình chắc 1 triệu quá. Dạ để em tuột xuống, em chèo xuống liền. "Ừ chị ơi, chị tuột xuống đi, chèo xuống đây đi để tôi nói chị nghe này nè." Thì bà nói: "Trời chắc còn xuống, trời chồng cho tiền à, phải đó." Cái đầu tôi chèo xuống nói: "Ủa ông cả, chị kêu em có gì không cả, cảm ơn ông cả nha, nhờ ông cả mà bữa nay em có xoài cúng rồi, em mang ơn ông cả lắm." "Đâu có gì chị, ai cũng qua đây gỗ rồi tôi cho vậy thôi, nhưng mà tôi có cái này tôi muốn cho chị." Cái bà mừng quá, bà nói: "Trời, ông cả cho mình cái gì đây?" Bắt đầu ông cả móc ra cho bà một đồng. Trời ơi, cho bà móc một đồng nè. Cái bà nói: "Ủa cái này là cái gì vậy? Ông cả sợ sao ông cả không cho em 1 triệu mà cho em có 1 đồng vậy ông cả?" "Chịu gì chị?" "Trời chứ ông cả cho em 1 đồng để làm gì?" "Trời ơi trời, nãy giờ chị biết sao không, tôi cho chị 1 đồng á để là lý do vậy nè. Tôi đứng ở dưới tôi thấy hết trơn. Chị tính gì, bộ chị chính bình diễn, chiều diễn gì, biểu diễn thời trang sao chị trình diễn mà chị sàn qua lạng lợi gì, tôi thấy chân. Tôi thấy là chị lấy 1 đồng mà này, chị đi mua cái đồ cạo lông rồi nữa. Lông quá xá lông à, cạo cho nó bớt đi. quá xá lông à, cạo cho nó bớt đi. Trời em, chị đứng ở dưới trời, tránh chị hái mà tới dưới đây tôi thấy tội nghiệp chị quá. Cho chị 1 đồng để chị mua cái đồ cạo lông đó, biết không, bộ cạo râu đó. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn quý vị rất là nhiều vì lắng nghe câu chuyện của em nha. Đây là cái câu chuyện nó chỉ mang tính chất hài hước, vui vẻ giải trí thôi chứ nó không có bật tập bậy gì hết trơn quý vị ơi. Cảm ơn và xin chào. Em nhớ tới quá xá lông mà mắc cười quý vị ơi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.